rồi đi mến. Hôm nay bảy tây tháng 3 ít tháng 4 năm 2022, Phương Đình Mỹ Tho cùng với chị Mến đến để thăm một hoàn cảnh của dì này là dì Sáu. Cái nhà thờ trước cửa nhà có cái miễu nha hả? Ừ, có ở với ai? Ơi có ở với ai vậy? À, trước sao trước cửa nhà có cái miễu ngộ ha nè, phải cái miễu không hay cái mã rồi. Hôm nay mình với Mến đi vô thăm cái hoàn cảnh này. Ai biết phải không? Bà dẫn tôi đi mà bà hỏi tôi phải không? Dì Sáu ơi, nè để ở trên cái giường đi một hồi rồi mình về. Có mình về vậy hả? Hàng ấy đâu rồi? Nó đi mận rồi. Ừ. Nó mận 15 phòng khác á. Bữa nay con hồi vợ tư tiền nãy ngoài là còn nhóm từ thiện để vô gửi quà cho dì Sáu. Cảm ơn. Sáu ơi, bữa nay là ngày 7 tây tháng 3 tháng 4 năm 2022. Con Phương Linh Mỹ Tho cùng với chị Mến tới thăm Sáu nha. Thì con xin đại diện đây là Mạnh Thường Quân, là em là bé Na. Bé Na quán cà phê Na ở đường Lê Văn Phẩm ha, gửi cho Sáu 10 kg gạo. Dạ, Linh cảm ơn bé Na rất là nhiều. Xin chúc gia đình con làm ăn thuận lợi. Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn Mến rất là nhiều. Nay đi vô không có ai ở nhà hết, có mình dì Sáu thôi. Mình dì Sáu nằm vậy đó. Rồi, Linh bye bye. Rồi, con về nha Sáu. Dạ.